sĩ mách bạn chỉ cần thêm hai lát này vào ly nước uống buổi sáng thần kỳ hơn cả nhân sâm thọ trăm tuổi kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục sức khỏe tuổi già trên kênh chuyện nhân quả như chúng ta đã biết gừng là một loại gia vị mang đậm hương vị nóng nồng không chỉ được sử dụng để gia tăng hương vị trong nấu ăn mà còn được biết đến với nhiều công dụng tích cực đối với sức khỏe đúng không ạ à? tính nóng và cây của gừng không chỉ giúp cơ thể ổn định mà còn có nhiều ứng dụng đặc biệt với người cao tuổi bạn biết không, món trà gừng chanh là một trong những nước uống buổi sáng có lợi hơn cả khi bạn dành ra 60 phút đi bộ mỗi ngày, với hương vị đậm đà và dễ pha chế. Đây được xem là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một thức uống dễ chịu và có lợi cho sức khỏe khi chúng ta càng về cao tuổi đó. Bạn sẽ cảm nhận được sự sảng khoái và thư giãn mỗi khi thưởng thức một tách trà gừng chanh, đặc biệt là trong những ngày xe lạnh hoặc mỗi khi cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng. Không chỉ là thức uống được nhiều người yêu thích, mà hai nguyên liệu này còn có những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe ít người biết. Vậy đó là những lợi ích nào? Có thể bạn sẽ ngạc nhiên với lợi ích thứ ba đấy. Hãy cùng kênh Chuyện Nhân Quả tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé. Bác sĩ Lộ Chí Chính vốn là một chuyên gia y học cổ truyền của Trung Quốc. Ông rất nổi tiếng với sự thông minh và tài năng từ khi còn rất nhỏ. Ông đã tiếp xúc với đông y từ lúc còn trẻ và bắt đầu nghiên cứu về y học cổ truyền Trung Quốc từ khi mới 13 tuổi. Tinh thần ham học và lòng đam mê sâu sắc đã dẫn dắt ông theo đuổi con đường của một bác sĩ Đông y. Từ khi bước sang tuổi 19, ông đã bắt đầu hành nghề y và trở thành một trong những bậc thầy trong lĩnh vực y học cổ truyền. Với sự tận tâm và sự hiểu biết sâu sắc về Đông y, ông đã dành nhiều năm tuổi thanh xuân để điều tra và áp dụng các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống cho bản thân. Trong đó, thói quen uống một ly trà gừng chanh mỗi buổi sáng đã trở thành điều đặc biệt và không thể thiếu trong cuộc sống của ông. Đặc biệt, loại gừng ông sử dụng được ngâm với giấm, một phương pháp đã thực hiện suốt 40 năm qua. Điều này đã giúp ông duy trì được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn dù nay đã bước sang tuổi 90. Lợi ích bất ngờ của trà chanh gừng đối với sức khỏe người cao tuổi. Bạn biết không, gừng là một loại củ có nguồn gốc từ Trung Quốc và Ấn Độ, và đây vốn là hai quốc gia rất nổi tiếng với việc sử dụng thảo dược trong y học cổ truyền gừng từ lâu đã được biết đến với khả năng chữa bệnh và được sử dụng như một loại thuốc bổ trong thời trung cổ gừng trở thành một mặt hàng thương mại quan trọng được mua bán và trao đổi rộng rãi tại các thị trường châu âu không chỉ dùng trong y học gừng còn được sử dụng trong nấu ăn làm gia vị cho các món ăn và thậm chí là nguyên liệu chính trong bánh kẹo gừng có thể được sử dụng dưới nhiều dạng khác nhau từ gừng tươi gừng khô gừng ngâm chua đến dạng bột gừng hoặc gừng xay nhuyễn mỗi dạng gừng mang lại hương vị và cảm giác khác nhau tạo ra sự đa dạng trong việc sử dụng và kết hợp trong ẩm thực bên cạnh đó khi chúng ta kết hợp gừng cùng với chanh một loại quả nổi tiếng với hương vị chua đặc trưng thì nó không chỉ là một nguồn cung cấp vitamin C quan trọng mà còn là một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ chanh thường được sử dụng không chỉ trong việc làm nước uống mát lạnh mà còn là một hương liệu phổ biến trong nấu ăn bên cạnh đó nó cũng là thành phần chính trong nhiều loại trà góp phần tạo ra hương vị sảng khoái và thơm ngon, không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vị chua của chanh và vị đắng của gừng kết hợp với nhau tạo thành một loại trà chanh gừng có hương vị thanh, sắc. Trà chanh gừng được đánh giá là một loại thức uống mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cụ thể như sau. 1. Giảm buồn nôn Theo bác sĩ Nguyễn Thùy Trang, Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec, sau phương Đông, gừng là vị thuốc trong đông y có công dụng hòa vị gián nghịch, ôn ấm trung tiêu, thích hợp cho những trường hợp tỳ vị bất hòa thiên về hàng, gây ra các chứng như đầy bụng khó tiêu, đau bụng, nôn ọe. Bên trong củ gừng vốn có chứa nhiều hoạt chất quý giá như gingerol và sogaon, được biết đến với khả năng kích thích nhu động ruột từ đó giúp tăng cường sự vận chuyển thức ăn trong đường ruột. Điều này sẽ giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và giúp cho bạn giảm đi cảm giác buồn nôn một cách nhanh chóng nhờ vào tính năng kích thích nhu động ruột vốn có sẽ giúp cho việc tiêu hóa thức ăn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng buồn nôn phát sinh do say tàu xe, thai ngén hoặc sau khi tiếp xúc với liệu pháp hóa trị cũng như trong trường hợp gặp phải các rối loạn tiêu hóa. Không chỉ là một biện pháp giúp giảm buồn nôn, việc người cao tuổi chúng ta duy trì thói quen uống nước gừng còn mang lại cảm giác dễ chịu và sảng khoái từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sau những cảm giác khó chịu. Bên cạnh đó, nước gừng còn được xem là một giải pháp tự nhiên và an toàn cho sức khỏe, không gây ra các tác dụng phụ đáng lo ngại như một số phương pháp điều trị khác. Do đó, khi gặp các cơn buồn nôn, chúng ta nên uống nước gừng sẽ giúp đẩy lùi cơn khó chịu này nhanh mà lại ít tốn kém. 2. Làm dịu chứng khó tiêu. Bạn có để ý rằng khi càng về già chúng ta càng hay gặp phải tình trạng khó tiêu đầy bụng sau mỗi khi ăn uống đúng không ạ? À? gừng và chanh không chỉ là những thành phần phổ biến trong việc nấu ăn mà đây còn là những thần dược cho hệ tiêu hóa gừng giúp giảm chứng khó tiêu và làm rỗng dạ dày bằng cách kích thích nhu động ruột và tăng cường quá trình tiêu hóa trong khi đó limonin có trong chanh được biết đến với khả năng di chuyển thức ăn dễ dàng trong đường tiêu hóa khi chúng ta kết hợp hai thành phần gừng và chanh trong một ly nước ấm trước khi đi ngủ còn là một phương pháp hiệu quả để làm dịu hệ tiêu hóa và giảm căng thẳng cho người cao tuổi giúp bạn vào giấc nhanh chóng và ngủ ngon hơn. Một tách trà chanh gừng ấm không chỉ giúp thư giãn mà còn hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm táo bón. Điều đó là nhờ vào lượng vitamin C trong nước chanh sẽ giúp kích thích tiết dịch tiêu hóa, đặc biệt là ở dạ dày và túi mật từ đó sẽ giúp cải thiện quá trình tiêu hóa một cách tự nhiên. Sự kết hợp giữa nước gừng và nước chanh tạo nên một liều thuốc thần kỳ cho hệ tiêu hóa đặc biệt là sau khi thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn và dung nạp rất nhiều chất dinh dưỡng hoặc sau một buổi tối say xỉn cả hai đều có khả năng giúp làm dịu dạ dày và ruột đồng thời ngăn chặn cảm giác buồn nôn đây là một tác dụng mà tổ chức y tế thế giới chính thức công nhận là một trong những lợi ích của gừng nhờ vào những tác động tích cực này việc uống nước gừng chanh trước khi đi ngủ không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình tiêu hóa và phục hồi của cơ thể của chúng ta bạn đã từng thử qua chưa? Hãy để lại chia sẻ cho chương trình được biết trong phần bình luận bên dưới nhé. 3. Trà chanh gừng làm giảm nguy cơ ung thư. Bạn biết không, bên cạnh những công dụng được nêu trên, gừng còn là một nguồn dồi dào các chất chống viêm và có khả năng giảm nguy cơ mắc một số loại bệnh ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, gừng có khả năng ức chế sự phát triển và lan rộng của tế bào ung thư, giúp ngăn chặn sự tiến triển của bệnh. Đặc biệt Gingerol là một hợp chất chính trong gừng đã được kiểm chứng là có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể. Không chỉ riêng gừng, chanh cũng là một nguồn cung cấp các chất chống ung thư đáng kể. Trong chanh, chúng ta tìm thấy một loạt các hợp chất đã được nghiên cứu và chứng minh là có khả năng ngăn chặn sự phát triển của các khối u. Khi kết hợp với gừng, sự phối hợp này tạo ra một hiệu ứng tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ thể chống lại sự xâm nhập của tế bào ung thư khi về già. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ thường xuyên các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như gừng và chanh có thể giảm đến 30% nguy cơ mắc các loại ung thư đấy các bạn ạ. À. 4. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một phương pháp bảo vệ sức khỏe đơn giản như việc thưởng thức trà chanh gừng hàng ngày có thể hỗ trợ trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Trong trà chanh gừng, hàm lượng vitamin C từ chanh là một yếu tố quan trọng giúp tăng cường lưu lượng máu trong cả động mạch và tĩnh mạch điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các cơn đau tim mà còn giúp phòng tránh nhiều bệnh về tim khác không chỉ vậy gừng còn là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng chống viêm và tiểu cầu đồng thời có tác dụng hạ đường huyết giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch với những tính chất này gừng không chỉ là một gia vị hữu ích trong nấu ăn mà còn là một phương tiện quý giá để duy trì sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi thực tế các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Việc sử dụng gừng đều đặn có thể giúp tăng cường lưu thông máu và duy trì sức khỏe tim mạch. Bằng cách thúc đẩy sự lưu thông máu ổn định, gừng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trái tim của chúng ta, giúp cho nó hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong việc cung cấp dưỡng chất và oxy cho cơ thể. 5. Cải thiện chức năng hệ miễn dịch. Khi thời tiết chuyển mùa, với nhiệt độ thay đổi thất thường, độ ẩm không khí phức tạp khiến cho cơ thể dễ mắc bệnh do vi khuẩn hoạt động mạnh trong không khí. Chính vì vậy, Điều quan trọng nhất là chúng ta cần tăng sức đề kháng cho cơ thể, tránh bị cảm lạnh hay cúm. Việc uống trà gừng và chanh với hàm lượng vitamin C cao của chanh kết hợp với tính ấm của gừng sẽ giúp sức khỏe chúng ta được tốt hơn. Đặc biệt, gừng còn giúp giữ ấm cơ thể khi thời tiết xe lạnh. Gừng đã được biết đến với khả năng chống viêm mạnh mẽ nhờ vào một họ phân tử đặc biệt gọi là Zingerose. Đây cũng là các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương của các gốc tự do. Gingerol là một hợp chất chính trong gừng, không chỉ tạo ra vị cay và mùi thơm đặc trưng mà còn đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng y học của gừng. Trong khi đó, nước chanh là nguồn cung cấp vitamin C vô cùng quan trọng, một chất chống oxy hóa khác với hàm lượng cao. Vitamin C không chỉ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch mà còn thúc đẩy sản xuất tế bào bạch cầu, từ đó giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây viêm nhiễm một cách hiệu quả. Khi kết hợp với nhau, Nước chanh và gừng tạo thành một loại thức uống không chỉ thơm ngon mà còn có lợi cho sức khỏe. Uống trà chanh gừng thường xuyên không chỉ giúp cung cấp hàm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể mà còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch khi về già. 6. Giảm triệu chứng đau, viêm. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng gingerol là một trong những thành phần chính của gừng, không chỉ có khả năng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ mà còn có thể sử dụng để điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn nhẹ trà gừng chanh với đặc tính chống viêm tự nhiên của mình có thể là một giải pháp hiệu quả trong việc giảm đau và viêm liên quan đến nhiều tình trạng khác nhau như viêm khớp đau đầu với những tính năng đặc biệt này gừng không chỉ là một nguyên liệu gia vị thông thường mà còn là một phương pháp tự nhiên và an toàn để giảm đau và giảm viêm mang lại sự thoải mái cho cơ thể mà không cần phải lo lắng về các tác dụng phụ tiềm ẩn cách pha chế nước chanh gừng đun sôi một lít nước sau đó tắt bếp và cho khoảng 40 gram củ gừng cạo vỏ thái nhỏ vào ngâm trong khoảng từ 5 đến 7 phút. Lọc và để nguội đến nhiệt độ phòng, sau đó thêm nước cốt của hai quả chanh. Bảo quản nước chanh gừng trong tủ lạnh và nhâm nhi cả ngày. Bạn có thể thêm chút mật ong nếu thích vị ngọt. Lưu ý, vitamin C bị phân hủy nhanh chóng khi gặp nhiệt độ cao do đó không nên pha nước chanh với nước nóng nên sử dụng gừng tươi sẽ có được nhiều lợi ích sức khỏe hơn là sử dụng bột gừng chứa ít chất chống oxy hóa uống nhiều trà chanh gừng có tốt không mặc dù trà gừng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng phù hợp với loại thức uống này và uống quá mức cũng không phải lúc nào cũng tốt việc sử dụng trà gừng nên được thực hiện đúng cách và trong những trường hợp cần thiết nhất như khi cần làm ấm cơ thể sau khi ở ngoài trời lạnh hoặc khi gặp các vấn đề như đau đầu chóng mặt tuy nhiên Uống quá nhiều trà chanh gừng có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn, bao gồm khiến bụng khó chịu. Việc uống quá nhiều trà chanh gừng có thể dẫn đến cảm giác nóng và không thoải mái trong dạ dày, tương tự như việc ăn nhiều đồ cay. Do đó, điều quan trọng là chỉ nên tiêu thụ trà chanh gừng một cách hợp lý và không vượt quá liều lượng khuyến nghị. Khuyến nghị là chúng ta hãy dùng trà chanh gừng với liều lượng khoảng 4 mg mỗi ngày là đủ để hưởng lợi từ các thành phần có trong trà mà không gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Điều này sẽ giúp tránh được cảm giác khó chịu và bảo vệ sức khỏe của dạ dày, đồng thời vẫn có thể tận hưởng những lợi ích mà trà chanh gừng mang lại. Nhớ rằng, việc điều chỉnh liều lượng và thời gian sử dụng trà chanh gừng phù hợp với cơ địa và tình trạng sức khỏe của mỗi người là rất quan trọng nếu bạn cảm thấy bất kỳ biểu hiện nào không bình thường sau khi sử dụng trà chanh gừng hãy ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo không gặp phải bất kỳ vấn đề sức khỏe nào không mong muốn vấn đề tim mạch uống nhiều trà chanh gừng có thể gây ra một số tác động tiêu cực đến hệ thống tim mạch các thành phần trong gừng có thể gây tăng huyết áp và làm tăng nhịp tim đặc biệt là ở những người đã có vấn đề về huyết áp do đó những người bị tăng huyết áp nên hạn chế việc sử dụng quá nhiều trà gừng để tránh tình trạng tăng huyết áp không kiểm soát được và các vấn đề khác liên quan đến tim mạch tuy nhiên việc sử dụng trà gừng với mức độ phù hợp có thể mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch các chất chống oxy hóa có trong gừng có thể giúp làm giảm việc hình thành mảng bám trong động mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch ngoài ra trà gừng cũng có thể giúp làm giảm cholesterol trong máu một yếu tố quan trọng cho các vấn đề tim mạch chuyên gia giấc ngủ hafi serip thường khuyên mọi người nên thưởng thức một tách trà chanh gừng vào buổi tối trước khi đi ngủ vì ông tin rằng nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe chuyên gia hafi nhấn mạnh việc uống trà chanh gừng trước khi đi ngủ là một phương pháp nhẹ nhàng và lành mạnh với nhiều tiềm năng lợi ích vì thế khi bước vào tuổi già nếu bạn đang tìm một loại thức uống thơm ngon và đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thì trà chanh gừng là sự lựa chọn phù hợp nhất đây không chỉ là một cách để thư giãn mà còn là một cách để chăm sóc cơ thể một cách toàn diện từ bên trong với sự kết hợp tinh tế giữa hương vị đặc trưng của gừng và chanh cùng với những lợi ích về sức khỏe mà chúng mang lại sẽ giúp cho tuổi già chúng ta có được một cuộc sống khỏe mạnh nâng cao tuổi thọ và sống an vui hơn mỗi ngày các bạn thân mến được biết đến từ xưa đến nay như một thần dược trong y học cổ truyền gừng không chỉ có công dụng làm ấm cơ thể trong những ngày đông giá rét cực kỳ tốt mà bên cạnh đó còn mang đến những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Sau đây, hãy cùng chuyện nhân quả khám phá những bí mật ẩn chứa trong củ gừng mộc mạc để thấy rằng đằng sau đó là cả một kho tàng dược tính vô cùng phong phú và đặc biệt hữu ích cho sức khỏe và tuổi thọ của nhóm người cao tuổi đã ngoài 60 như chúng ta các bạn nhé. Cụ Nhiên ở tỉnh Sơn La là một người phụ nữ tuổi đã ngoài 80. mươi và cụ đã tìm ra bí quyết giữ gìn sức khỏe của mình nhờ một loại thực phẩm quen thuộc mà chúng ta đều biết. Và ngay hôm nay trên chương trình Sức Khỏe Tuổi Già, cụ sẽ chia sẻ câu chuyện của mình với chúng ta nhé. Cụ chia sẻ rằng mình rất thích hương vị cay nồng đặc trưng của loại củ tự nhiên này. Hơn nữa vào một tháng trước, trong một lần ăn xong, cụ bỗng nhiên đau bụng dữ dội, Lúc này Cụ liền chạy vội xuống bếp, sắc vài lát gừng để ăn cho ấm bụng, mong rằng cơn đau này sẽ qua nhanh chóng. Và điều ngạc nhiên là chỉ 15 phút sau đó, cơn đau đã hoàn toàn được xoa dịu, điều này càng làm cho Cụ yêu thích loại củ thần dược này. Năm nay khi mùa đông đến sớm và lạnh hơn mọi năm, cả làng đều lo lắng về bệnh dịch và cảm cúm đang lan tràn. Tuy nhiên khác với đa số người dân trong làng, thì cụ bà vẫn luôn giữ được sức khỏe tốt và trải qua mùa dịch một cách bình an. Trong suốt khoảng thời gian đó và mỗi buổi sáng hàng ngày, cụ đều sẽ đồng làm việc như thường lệ mà không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Điều này đã khiến cho rất nhiều người dân trong làng gieo sắc nổi thắc mắc. Trong chương trình có một vị lương y trẻ trong làng, người luôn tư vấn sức khỏe cho cư dân đã nhận định rằng chính thói quen ăn gần hàng ngày đã giúp cụ bà duy trì sức khỏe tuyệt vời như thế dù ở tuổi 80. Với đặc tính ấm nóng và kháng viêm hiệu quả, gừng đã trở thành bí kíp bảo vệ cụ nhiên khỏi những cơn cảm cúm và giữ ấm cơ thể trong những ngày đông giá rét. Câu chuyện về cụ Nhiên không chỉ là một minh chứng sống động về sức khỏe mà còn là một lời khẳng định về sức mạnh thần kỳ của gừng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, và đó có thể chính là lý do bà luôn khỏe mạnh dù cho thời tiết có thay đổi khắc nghiệt. Một tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Chúng ta hãy cùng trở lại với thế kỷ 14 khi một túi nhỏ chỉ nửa ký gừng có thể được đổi lấy một con cừu. Bạn biết không, gừng chính là một trong những loại gia vị đầu tiên được xuất khẩu từ Tây Nam Ấn Độ và nhanh chóng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Bạn đã từng nghe về khả năng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ của gừng chưa? Vốn là loại thảo mộc quen thuộc trong nhà bếp của chúng ta, lại sở hữu giá trị chống oxy hóa vô cùng cao, thậm chí còn vượt trội hơn cả nước ép lựu. Trong gừng có chứa rất nhiều hoạt chất chống viêm và chất chống oxy hóa như Gingertroid, Panadol, Sigao và Zingeron. Điều tuyệt vời hơn là những chất này có khả năng bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi sự hư hỏng do các phân tử gốc tự do không ổn định gây ra. Có nhiều kết quả nghiên cứu đã khẳng định rằng các chiết xuất từ gừng có thể giúp giảm viêm trong một số bệnh như viêm khớp dạng thấp, thường gặp ở người cao tuổi, phim đường ruột, hen suyễn và hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư. Không chỉ có thế, những người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường loại 2 cũng đã minh chứng rằng chỉ cần sử dụng 2 gram bột gừng mỗi ngày đã khiến cho nồng độ các protein phim như yếu tố hoại tử khối U alpha và protein phản ứng C đã giảm đáng kể và bạn biết không, nếu như chúng ta biết kết hợp gừng và chanh và nghệ trong món nước ép cũng sẽ mang lại những tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ không kém. 2. Gừng chống đầy bụng và các vấn đề tiêu hóa. Ở độ tuổi này, có phải sau mỗi bữa ăn no nê, bạn sẽ thường cảm thấy khó chịu với triệu chứng đầy bụng hay khó tiêu đúng không ạ? À? Và bạn có biết, gừng có thể trở thành một vị cứu tinh hữu ích cho chúng ta trong những lúc như thế, gừng là một loại nguyên liệu quen thuộc đã được sử dụng từ xa xưa trong các phương thuốc để hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, nếu bạn có thể thường xuyên bổ sung gừng vào chế độ ăn hàng ngày, có thể giúp cải thiện và thúc đẩy quá trình di chuyển của thức ăn qua dạ dày một cách suôn sẻ, từ đó giảm chứng khó tiêu, đầy hơi và giảm hiện tượng co thắt ruột khi về già. Và dù không thể tiêu diệt hoàn toàn lượng virus đang tấn công trong dạ dày bạn khi bạn đang gặp phải các vấn đề về viêm sưng, nhưng một chén nước gần mỗi ngày có thể giúp chúng ta ngăn ngừa xảy ra tình trạng trào ngược axit dạ dày đó các bạn. Cùng với đó, gừng kích thích sản xuất dịch tiêu hóa, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và có khả năng giãn cơ để giải phóng khi bị mắc kẹt trong hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, có một số điều mà bạn cần lưu ý khi uống nước gừng. Đầu tiên bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia sức khỏe trước khi bổ sung gừng vào thói quen của bạn. Nồng độ nước gừng cũng quan trọng vì nó có thể gây cảm giác nóng rát ở miệng và dạ dày khi uống ở nồng độ cao hơn. 3. Hỗ trợ giảm đau khớp Bạn biết không, gừng không chỉ là một loại gia vị phổ biến trong gian bếp của chúng ta, mà còn là liều thuốc phép màu trong việc giảm đau khớp, đặc biệt cho người cao tuổi viêm khớp đối với người cao tuổi chúng ta có thể là một khó khăn lớn trong cuộc sống hàng ngày. Khi tình trạng này thường xuyên xảy ra sẽ khiến bạn cảm thấy đau đớn và mệt mỏi. Tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng gừng lại có thể trở thành cứu tinh để giúp bạn kiểm soát và so dịu các triệu chứng liên quan đến viêm khớp vô cùng hiệu quả đấy ạ. À. Điều này chính là nhờ vào những đặc tính chống viêm mạnh mẽ của gừng. Nó đã cung cấp các, các chất dinh dưỡng quan trọng như mangan, đồng, magie và vitamin B6, nhưng thúc đẩy sự hoạt động khỏe mạnh của khớp. Bên cạnh đó, các nghiên cứu gần đây cũng đã chỉ ra rằng gừng có thể giảm sản xuất botagadin, một loại hóc môn có thể gây ra cảm giác đau ở những người bị viêm khớp. Không những thế mà nó còn chứa gingerol, sugar oil và zincoron, đây đều là những thành phần có thể giảm đi tình trạng sưng và viêm ở khớp. Bạn biết không, trong khoảng 30 năm nay, các nghiên cứu căn bản đã phát hiện rằng các chiết xuất gừng có khả năng ức chế sự sản xuất của các protein gây viêm như yếu tố gây hoại tử khối u TNF và interleukin 1 beta. Với những phát hiện thú vị này thì bạn có thể tin tưởng rằng chỉ với một cốc trà gừng ấm nóng không chỉ giúp bạn thư giãn so dịu tinh thần mà bên cạnh đó nó còn cung cấp những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của bạn. 4. Ngăn chặn trào ngược axit dạ dày. Chắc hẳn trong chúng ta không ít người đã từng cảm thấy khó chịu, đau rát do trào ngược axit dạ dày ngay sau mỗi bữa ăn đúng không ạ? À. Và đây cũng chính là một tình trạng rất thường hay gặp phải ở những người cao tuổi. Và điều gì gần trở thành một người hùng trong việc chống chứng trào ngược axit hiệu quả này? Câu trả lời nằm ở những hoạt chất trong gừng. Chúng gồm gingeroid, sogao, gingeroid và tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, giúp làm giảm sưng và viêm, từ đó bảo vệ lớp niêm mạc da dày. Gừng kích thích sự tiết niêm mạc da dày, tăng cường khả năng di chuyển thức ăn và dịch tiêu hóa, từ đó sẽ giúp giảm áp lực lên cơ và ngăn chặn chuyển động ngược dạ dày lên thực quản. Từ đó sẽ giúp bạn giảm nguy cơ xảy ra hiện tượng trào ngược dạ dày sau mỗi bữa ăn. Ngoài ra, gừng còn có khả năng kiềm chế sự sản xuất của các enzyme gây viêm và đồng thời hỗ trợ hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn, từ đó giúp ổn định hệ tiêu hóa yếu kém của chúng ta khi về già đó các bạn. Chính vì thế, nếu chúng ta có thể thường xuyên tiêu thụ gừng dưới dạng thức uống như trà gừng hoặc ăn kèm với các món ăn sẽ giúp ngăn ngừa và giảm thiểu hiệu quả triệu chứng trào ngược axit dạ dày ở người cao tuổi. 5. Phòng chống ung thư. Các bạn thân mến, gừng đã có mặt trong lịch sử y học ngàn năm, nhưng liệu bạn đã biết hiện nay tỷ lệ ung thư trong số người cao tuổi hiện đang rất cao? và tỷ lệ này càng tăng cao đối với những ai đã trên 60 tuổi. Trong một công bố mới đây, gừng đã được nghiên cứu mạnh mẽ về vai trò của nó có trong việc phòng chống ung thư, một căn bệnh quái ác mà không một ai mong muốn mắc phải. Cụ thể hơn thì nghiên cứu đã chỉ ra rằng gừng có thể tiêu diệt các tế bào ung thư buồn trứng nhanh chóng và an toàn khi so sánh với các phương pháp hóa trị thông thường. Điều này là thông tin tích cực vì khi chúng ta được điều trị bằng phương pháp hóa trị, thường sẽ gây ra rất nhiều biến cố cho sức khỏe về lâu về dài, thậm chí còn gây suy giảm tuổi thọ của bạn. Không nhận thấy, các hoạt chất bên trong gừng còn giúp hỗ trợ điều trị và phục hồi tình trạng viêm đại tràng và ruột. Đây vốn là hai nguyên nhân chính dẫn đến ung thư ở người cao tuổi. Những nghiên cứu về gừng và công dụng phòng chống ung thư vẫn đang tiếp diễn, và ai biết được rằng nó có thể là một công bố đột phá trong tương lai. 6. Cải thiện tiêu hóa Khi chúng ta càng cao tuổi thì không chỉ sức khỏe đang dần giảm sút mà hệ tiêu hóa cũng dần trở nên nhạy cảm hơn. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, gừng là một nguyên liệu có công dụng mạnh mẽ trong việc giảm phim và loại bỏ chứng trào ngược và dày. Bạn biết không, gừng còn có thể giúp chống lại buồn nôn vô cùng hiệu quả, với đặc tính kháng sinh tự nhiên, gừng giúp loại bỏ các vi khuẩn gây khó chịu cho dạ dày, từ đó cải thiện quá trình tiêu hóa. Điều này rất hữu ích khi bạn thường xuyên cảm thấy buồn nôn hoặc khó chịu sau mỗi bữa ăn. Và một trong những lợi ích nổi bật của gừng đó chính là khả năng kích thích sản xuất nước bọt, một thành phần không thể thiếu trong quá trình tiêu hóa. Nước bọt không chỉ giúp tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn mà còn làm dịu dạ dày từ đó giúp làm giảm triệu chứng ốm ngán cho phụ nữ mang thai và hỗ trợ cơ thể chúng ta chống lại các vấn đề tiêu hóa. Gừng thực sự là người bạn đáng tin cậy của hệ tiêu hóa người cao tuổi, giúp làm dịu đau bụng và mang lại cảm giác dễ chịu cho bạn. Đối với những ai trên 60 tuổi thì việc duy trì thói quen ăn gừng thường xuyên, dù dưới dạng gừng tươi, trà gừng hay gừng chế biến, đều mang lại những lợi ích to lớn cho chúng ta. Gừng giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, giảm thiểu triệu chứng khó tiêu và từ đó cải thiện sức khỏe dạ dày khỏe mạnh hơn khi về già. 7. Tăng cường miễn dịch. Ăn gừng thường xuyên có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, vì sau ư, câu trả lời nằm ở các hoạt chất chứa trong gừng. Gừng có chứa chất chống vi khuẩn, chống virus và chống viêm tự nhiên, giúp cơ thể chống lại nhiều loại bệnh tật gần chứa phôi tử một chất chống oxy hóa mạnh giúp thúc đẩy và đẩy lùi các tác nhân gây hại ổn định các gốc tự do và làm giảm viêm sưng điều này là quan trọng bởi viêm cấp tính là một phần quan trọng của sự phản ứng miễn dịch bình thường nhưng viêm mãn tính có thể gây tổn hại lâu dài cho hệ miễn dịch của chúng ta làm tăng nguy cơ mắc bệnh đơn giản hơn chính việc nuốt chốc gừng hàng ngày đã giúp tăng cường sức khỏe của bạn từ bên trong bảo vệ bạn khỏi những cơn bệnh do hệ miễn dịch yếu kém. Hãy tưởng tượng bạn không chỉ đang thưởng thức một loại thực phẩm ngon miệng mà bạn cũng đang tiêu thụ một loại thực phẩm giúp cơ thể chống lại bệnh tật và giữ cho mình luôn khỏe mạnh, đó là sức mạnh của gừng. Tuy nhiên, như bất kỳ thực phẩm nào, sự tiêu thụ quá mức gừng có thể gây ra phản ứng phụ. Vì vậy, bạn nên đảm bảo mình sử dụng chúng một cách hợp lý. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một công thức phổ biến từ gừng mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Hãy bắt đầu bằng việc chọn một củ gừng tươi, bào nhỏ, phần gừng, rồi sau khi đã bào xong, chúng ta sẽ cho phần gừng đã bào vào một miếng vải sạch, bắt đầu lọc ra phần nước cốt. Phần nước cốt này bạn có thể cho vào những hũ thủy tinh nhỏ và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Cho dù bạn có thể bảo quản nước gừng trong một tuần để đảm bảo chất lượng tốt nhất, Chúng ta chỉ nên dùng trong vòng 3 đến 4 ngày. Giờ đây, hãy cùng chúng tôi pha một ly nước gừng nhé. Chuẩn bị một thìa cà phê mật ong cùng với khoảng 150 ml nước. Thêm vào đó 15 ml nước cốt gừng khuấy đều. Nước gừng này có thể được thưởng thức mỗi ngày, phù hợp với mọi người và bạn có thể dùng bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nếu bạn dùng gừng khô hoặc gừng nướng có thể gây nhiệt cho cơ thể. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên hạn chế sử dụng nước gừng vào buổi tối. Vào buổi sáng sau bữa ăn, nước gừng sẽ phát huy tác dụng một cách tốt nhất. Hy vọng bạn thích công thức này và hãy ở lại cùng chúng tôi để biết thêm nhiều cách sử dụng gừng khác nhé. Gừng có nhiều công dụng chữa bệnh nhưng nhiều nhóm người nên tránh dùng. Sau đây lương y phủ quốc trung sẽ cung cấp cho chúng ta sự hiểu biết sâu rộng hơn về gừng theo quan niệm của Đông y. Gừng không chỉ là một loại gia vị phổ biến trong bếp mà còn là một nguyên liệu thần dược của Đông y giúp hỗ trợ cho sức khỏe con người. Với vai trò to lớn trong việc thúc đẩy chức năng của phế, tỳ vị, thận và đại tràng, gừng có thể giúp chống lạnh, hồi dương, thông lạch. Nó phát huy lợi ích tối đa trong việc điều trị nhiều bệnh liên quan đến tiêu hóa như đau bụng, đầy hơi và thổ tả. Gừng cũng giúp làm dịu những triệu chứng cảm lạnh, cung cấp sự giảm đau đối với bệnh thấp khớp do lạnh và cung cấp cảm giác ấm áp cho chân tay lạnh. Với gừng xuất hiện trong hơn 70% các đơn thuốc đông y, sự quan trọng của nó trong việc chữa bệnh không thể phủ nhận. Từ góc độ y học hiện đại, gừng là một kho chất dinh dưỡng tích tụ từ tự nhiên, bao gồm tinh dầu, chất nhựa, dầu thực vật, tinh bột, cùng với chất cây trứ danh như gingerol, sagola, Tất cả những chất này đều tạo nên những công dụng tốt cho gừng đối với sức khỏe của người cao tuổi. Trái ngược với ý kiến phổ biến rằng chúng ta nên kiêng ăn gừng vào buổi tối, thì thực ra bạn hoàn toàn có thể sử dụng gừng giống như một phương thức giải tỏa stress, điều trị nhức nửa đầu, ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là sử dụng gừng một cách phù hợp, tuân thủ nguyên tắc dùng gừng buổi sáng hoặc chiều để coi trọng sức khỏe của mình, các bạn nhé trong cuộc hành trình chăm sóc sức khỏe đặc biệt là khi tuổi tác ngày một tăng cao thì việc chúng ta lựa chọn những phương pháp tự nhiên và an toàn luôn là điều quan trọng gần với những lợi ích tuyệt vời của mình đã chứng tỏ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy cho người cao tuổi từ việc tăng cường hệ miễn dịch cải thiện tiêu hóa đến giảm viêm và đau gần không chỉ là một gia vị làm phong phú thêm hương vị món ăn mà còn là một thần dược bảo vệ sức khỏe toàn diện và mỗi buổi sáng chỉ với một tách trà gừng ấm áp sẽ mang lại nguồn năng lượng tươi mới, xua tan cái lạnh của tuổi già và mang lại sự thư thái cho tâm hồn của bạn. Hương thơm dịu nhẹ vì cây nằm ấm áp của gừng như một liều thuốc tinh thần không những giúp chúng ta xua tan căng thẳng mà còn tăng cường sức khỏe rất tốt. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo